Hôm trước là mình đã nói về mắt miên của số phức dưới dạng là một cái đường tròn thôi, một cái đường tròn sau đó là có thêm một điểm hoặc là hai điểm AB gì đó. Còn hôm nay chúng ta sẽ làm cho nó nhiều đường tròn hơn, nhiều đường tròn hơn, mà ngoài đường tròn ra thì cũng sẽ còn đường thẳng nữa. Ngoài số phức Z thì mình sẽ có thêm những số phức về OV, V kép này nọ thêm ha. Chúng ta sẽ làm thử một hành chuyên lý thuyết cũng vậy. Ở đây nó cho ba số phức lần lượt là số phức U. U thì thỏa mãn cái này. Đây. V thì thỏa mãn cái đường màu xanh đây. Đấy. Còn V kép thì thỏa mãn bên này. Hiện giờ chỉ có nhìn nhanh được một cái U thôi, chỉ có U là mới nhìn nhanh được thôi, còn mấy cái kia không có nhìn nhanh được. Giờ chúng ta đầu tiên nhìn nhanh cái U ha, nhìn nhanh cái U, tìm lần lượt biểu diễn của từng cái. Giờ U đi, U có biểu diễn là M. Nguyên gì ta? U biểu diễn là M thì chắc chắn nó sẽ thuộc một cái đường tròn. Nhìn vào đây người ta mới nhìn nhanh là đường tròn. Đường tròn này tăm nhiêu đây Kim Hường? Đúng rồi, trừ 4, 2. R sẽ bằng 2. Đây ha. Rồi bây giờ đến lượt anh V thì chúng ta buộc phải đặt điểm lên làm thôi. Tại vì nhìn vào đây mà mới nhìn nhanh được. Thì V nè, mình sẽ có 3V trừ 1 cộng Y thì sẽ tách ra nè. Đặt là X cộng Y Y nha. X cộng Y Y thì mình sẽ có là 3X 3 Y Y trừ 1 cộng Y. Bên này cũng vậy, này sẽ là 2X 2 Y Y cộng 1 trừ y. Rồi công việc của tụi em là tách cái module nó ra. Công việc của tụi em là tách cái module này rồi coi nó là một biểu diễn là cái gì. Đang làm về cái U nha, đang làm về cái V thì cái này thật nè, thật là 3x trừ 1 thật bình phương cộng ảo bình phương. Bên này thật là 2x thật bình phương cộng ảo bình phương. Rồi tới đây là thuần hằng đẳng thức thôi. Khai triển đẳng thức cho đúng. Khai triển chuyển vế thu gọn. À, mình khai triển ra mấy cái này, khai triển nhanh nha. 9x bình trừ 6x cộng 1, 9y bình 6y 1, 4x bình 4x 1. Rồi khai triển đẳng thức thôi. Rồi triệt tiêu đi. Cái gì triệt tiêu được? Cái triệt tiêu 1 nè, 1 nè, 1 hết. Chuyển qua 9 mà trừ cho 4, 9 mà trừ cho 4 là được 5x bình. Y bình cũng vậy, 9y bình và 4y bình là 5y bình. Trừ 6x trừ 4x là trừ 10x. 6y là 10y. Sau đó đơn giản cho 5.
Ở đây nhìn thấy nó là một cái đường tròn luôn. Thì tiềm tăng của đường tròn này bằng cách là chúng ta chia hệ số cho trừ 2. Thì đây cũng là đường tròn, tiếp tục là đường tròn. Tâm như là tâm di đi. Lấy hệ số trước x với hệ số trước y chia cho trừ 2. Thì mình sẽ được tâm là tâm 1, 1. Và bán kính R bằng cách là lấy A bình cộng B bình trừ với cái số C. C đây không có này, thì nó sẽ là căn 2. Vậy là được hai đường tròn nha, hai đường tròn. Ở đây là mình có U, U là đường tròn. Đây, U là đường tròn tâm này, bán kính này. Đây là U. Còn V á, V là đường tròn tâm đây. Bán Thầy ơi, sao không phải là 2A vậy thầy? Cộng 2A. cộng 2y. À sorry, cộng 2 của mình. Như này trời. Ok. Đâu quá. Đây là hai đường tròn rồi nha. Giờ đến lượt anh vay kép. Đến lượt anh vay kép. Hiểu cái đường tròn thứ hai với Kim Hường. Thầy ơi. Ok, chúng ta tiếp. Đến được cái số 3 là bây giờ là cái anh V kép. V kép thì nó là mô đun nó là x cộng y. Anh này sẽ là x trừ y. V kép ngang mà. X bình, y bình. Chỗ này sẽ là thật là x cộng 2, ảo là 2 trừ y. Rồi bung thằng đẳng thức ra. X bình 4x 4 bình trừ. Rồi triệt tiêu đi, triệt tiêu mấy cái bình phương đi, bình bình mất nè, mình sẽ được là 4x trừ 4y cộng 8, chia bớt cho 4 đi, x trừ y cộng 2. Được chưa? Rồi giờ tổng tổng hợp lại nha, có nghĩa là mình sẽ có ba nội số đây. U U là đường tròn, V là đường tròn, V kép là đường thẳng. Xong rồi thầy sẽ xóa nha, thầy sẽ xóa chỉ lấy được kết quả thôi để có chỗ mà ghi. Chốt xóa hết đó nha, chỉ giữ lại kết quả thôi nè. U là đường tròn rồi nha, giờ cái V này xóa luôn để có chỗ đi ghi chứ.
U á, U biểu diễn là M thuộc đường tròn. V có biểu diễn là N. Cũng thuộc cái đường tròn luôn. Ghi lại. 1 trừ 1. R này khác, R này là căn 2. Rồi, cái V kép biểu diễn là B đi. Nó sẽ thuộc một cái đường thẳng. Đường thẳng x trừ y cộng 2 bằng 0. Đó, nên là mấy cái bước này mình phải tính toán cho nó lẹ xíu này mình mới chịu nổi. Rồi nè, cái đề bài nó kêu là tính cái S. Cái S là module của U trừ V kép cộng cho module của V trừ V kép thì nó chính là độ dài của cái nào, biết không? Nè, nhìn nè. U là điểm M. V là điểm N. V kép là điểm B, thì cái này nó sẽ ứng với độ dài nào? Độ dài nào hơn? Giờ nó ứng với độ dài nào? U mà trừ V kép thì mà lấy mô đun nè. MB. MB. Còn V trừ V kép. MB. Đúng. Và cái này đạt giá trị nhỏ nhất. Rồi giờ phải vẽ nha. Bây giờ phải vẽ đường tròn nè. À, nhắn gì nhỉ? Rồi này có cái đường tròn. Làm từ từ để cho theo, cái quan trọng là cuối cùng cho em tự làm lại được. Nhưng mà làm nhanh là cuối cùng không tự làm lại được thì nó cũng phá sản. Đầu tiên là tâm trừ 42, trừ 42 bán kính 2, em cũng tự vẽ đi nha. Trừ 42 bán kính 2 là nằm đây. Tâm y đây, vẽ tọa độ đang thấy đi. Đó, trừ 42 nha. Rồi đường tròn thứ hai, đường tròn thứ hai là 1 trừ 1, 1 trừ 1 bán kính căn 2. Nó lại là cái cách mà thầy vẽ cái bán kính mà hai thì nó dễ, bán kính hai nó là số nguyên nó dễ, còn bán kính là căn á, nhìn lại một lần nè, cái tâm của mình tọa độ là 1 trừ 1 thì cái đó thì chỉ việc tính Pythagore thôi, thầy tính được cái độ dài thì đây nè, đây là một, cái này là một thì đây là độ dài là căn 2 đó, thì nó ứng với là bán kính của mình luôn. Nên là khi thì đó thì vẽ là biết chắc chắn nó đi qua cái này. Chắc chắn nó đi qua cái góc này nè. Biết kẹp hơn. Cái tâm tâm tọa độ là 1 trừ 1. Thì Pythagore mình sẽ tính được cái độ dài này là căn 2, đây chính là bán kính này. Đấy, vậy là được cái đường tròn thứ hai rồi đó. Có hai cái đường tròn rồi, bây giờ mình phải tiếp tục tới cái đường thẳng. Cái đường thẳng là x trừ y cộng 2 bằng 0. Đường thẳng thì vẽ làm sao?
x trừ y cộng 2 bằng 0. Thì mình cứ cho x rồi tìm y thôi. Ví dụ như vậy, cho x bằng 0, x bằng 0 thì được y bằng 2. X bằng 0 thì được y bằng 2, mà x bằng 2 thì y bằng 0. Thế vô nó thỏa mãn là được. Rồi x bằng âm 2 chứ. Biết biết cái này không? Bây giờ anh này nè, bây giờ làm sao để tìm điểm đi qua? Cứ cho x bằng 0, cho x bằng 0 là tìm được y, cho x bằng 0 rồi được 2 trừ y chuyển qua là y bằng 2. Sau đó cho y bằng 0, cho y bằng 0 thì được x cộng 2 bằng 0 thì được đây là trừ 2. Vậy đi qua điểm thứ nhất là điểm 0,2. Điểm 0,2. Điểm thứ hai là điểm trừ 2, 0. Rồi vẽ cái đường thẳng. Tô màu cho dễ nhìn. Tô màu cho màu đỏ đi. Chúng phải làm chậm từ từ đó cho em theo. Cái đường chọn thứ hai màu tím. Đường thẳng thì màu đen. Được chưa? Kịp được vẽ hình ba cái đối tượng này chưa, kinh hồn không? Tiếp tục quay lại cái đề bài này. Quay lại cái đề bài hồi nãy mình ghi lại cái gì? MB với NB, nhớ lại nè. M là đường tròn, M là đường tròn, N là đường tròn, B là đường thẳng. Vậy có nghĩa là sẽ có một cái điểm M nằm trên đường tròn. Một điểm M nằm trên đường tròn. Điểm N cũng nằm trên đường tròn nhưng mà nó là đường tròn thứ hai. Còn điểm B nó nằm trên cái đường thẳng này. Đó, độ dài MB cộng NB ngắn nhất. Có là ba điểm này đều di chuyển nha, ba điểm này đều di chuyển. Thì mình coi có đến cái vị trí nào mà để cho cái tổng này, cái tổng của hai anh này là ngắn nhất. Mấy điểm này đều chạy hết. Các bạn nào hình dung được là đến cái vị trí nào mà nó ngắn nhất không? Cứ nói nói hỏi người ta cứ nói luôn, tại thầy không có bật. Nó nằm ở chỗ mà ba cái điểm đó nó thẳng hàng và nó đi qua hàng tâm. Rồi ba cái điểm nó thẳng hàng rồi nó đi qua cái tâm, có nghĩa là cái đường thẳng nó phải như thế này nè. Đó là cái đường mà nối cái tâm lại, đường nối cái tâm lại, đường nối cái tâm lại, thì khi đó cái điểm B nó nằm ngay vị trí này nè, điểm M nó ngay đây nè, và điểm N nó ngay vị trí xem này. Đấy, đấy là vị trí mà làm cho MB với NB ngắn nhất.
bằng để giống cái đó mà Dạ giống. còn dài nhất cũng có thể trả lời được luôn, đối với bài này mình vẫn có thể trả lời dài nhất được luôn, vẫn có thể trả lời dài nhất. Dài nhất là nó nằm ở hai cái vị trí trên đây nè, đây nè, trên này với dưới này nè. À, nó cũng không dài nhất, sorry không dài nhất, tại vì nó có thể nó dài hơn. Bài này giờ hỏi ngắn nhất thôi, không hỏi dài nhất nhé. Tại vì điểm B nó di chuyển. Giờ hỏi ngắn nhất thôi. Kẻ bóng hường. Ok này. Nhưng mà bây giờ người ta hỏi là đạt giá trị nhỏ nhất, bây giờ làm sao để tính cái khúc này đây, cái khúc ngắn nhất này nè, đó cái đó MB với MB nó ra cái khúc này nè, làm sao tính cái đoạn màu đỏ này đây, cứ cứ nói đi mình đừng nghe, đang giơ tay cứ nói đi. Mình tính vector vector y với y phẩy là vector của hai cái tâm đều tròn, rồi sau đó mình tính độ dài của cái y phẩy đó, rồi mình trừ đi bán kính của hai đường tròn ra. Đúng rồi, ý của bạn Nguyên là như thế này, là bạn Nguyên sẽ lấy cái độ dài của cái đoạn nối tâm đó, là cái độ dài từ đây đến đây nè, đây là gọi là đoạn nối tâm, EZ EZ là đoạn nối tâm, đây là tâm Y, đây là tâm Z, trừ cho cái bán kính của đường tròn lớn trừ tiếp bán kính đường tròn nhỏ là sẽ ra được cái khúc ở giữa. À, đây là điểm M này, đây là điểm N, điểm B. Cái này ngắn nhất khi và chỉ khi M, N, B với hai cái tâm thẳng một đường luôn. Và tính toán độ dài của MN này bằng cách lấy độ dài EZ là độ dài nối hai cái tâm trừ cho bán kính thứ nhất trừ bán kính thứ hai. Giờ tính EZ nè, EZ chúng ta tính. EZ nó tính được là 5 5 trừ 3 thì độ dài của nó là căn của 25 với 9. Căn 25 với 9 là căn 34. Vậy là sẽ căn 34 trừ 2 trừ căn 2. Nên mà cái đó người ta hỏi khi anh này đạt nhỏ nhất thì hỏi cái anh V kép bằng bao nhiêu, module của anh V kép bằng bao nhiêu, này hơi khó tính rồi nha. Có là muốn tính được cái anh V kép này thì phải biết được tọa độ của điểm B, đó là phải biết chính xác được tọa độ điểm B. Mình tính được độ dài ngắn nhất rồi đó, độ dài ngắn nhất là căn 34 trừ 2 trừ cho căn 2, nhưng mà bây giờ buộc phải đi tìm tọa độ điểm B này thì mới ra được chính xác V kép thì mới tính được module của nó. Bây giờ tìm điểm B này, mình nhìn hình nha, nhìn hình mình sẽ thấy B sẽ là giao của hai đường, chính là cái đường thứ nhất là đường này nè, của đường x trừ y cộng 2 bằng 0 và cái đường AZ là cái đường nối tâm đó. Và chúng ta sẽ viết phương trình đường thẳng AZ, viết phương trình đường thẳng AZ xong thế vô cái đường thẳng, đặt tên cho dễ nói nha, đường thẳng D. Viết phương trình easy xong thế vô đường D. Phương trình easy chúng ta sẽ viết theo kiểu tham số, tham số y chang như phương trình đường thẳng mình hay nói vậy đó. Vector nè, vector là 5 trừ 3 nè. Vậy thầy sẽ biết kiểu tham số là sẽ có là điểm đi qua là y là trừ 4 cộng 5t
2 trừ 3t. Điểm đi qua là lấy điểm y. Vector đây, viết tham số. Thấy tham số kịp không? Giống như tham số của đường thẳng nhé, bên tọa độ ba biến của mình. Hiểu chưa đó không? Và bây giờ để hay nói là cái cách tìm giao điểm nha, đó là giao điểm của đường AZ với cái đường thẳng D. Cái đường AZ thì thầy tham số xong rồi, bây giờ làm sao không biết không, lấy cái tham số này làm cái gì nữa để ra được cái điểm B? Có bạn nào biết? Đúng rồi, đúng rồi, thế vô cái đường này nè, nó y chang như là bên phương pháp ba biến vậy, thế vô mình tìm t, có t là mình tìm được điểm đó. X trừ y cộng 2 thế vào x là trừ 4 cộng 5t, trừ y là nhớ đổi dấu, rồi từ đây tìm được t thôi. 8t trừ cho 4 là t bằng 1/2. Có t thì sẽ tìm được tọa độ điểm B, trừ 4 cộng cho 5/2, trừ 4 cộng 5/2 là như đây, trừ 3/2, trừ 3/2, 2 và trừ cho 3/2 là 1/2. Vậy là được tọa độ điểm B. Có tọa độ điểm B thì tính được module, module của nó là căn 3/2 bình với 1/2 bình, có đáp án. Sợ nếu mà em vẽ hình chính xác á, em vẽ hình chính xác em có phải lấy xấp xỉ được luôn, tại vì mình tập mình nó có ô ly, tập mình nó có ô ly, nên là nếu mà em vẽ chính xác là em sẽ thấy được cái điểm B này nè, nó tọa độ của nó xấp xỉ nè, trừ 3/2 với lại 0,5. Mình đi thi mình cũng có thể lấy xấp xỉ cũng cũng được, nhưng mà với điều kiện là cái tâm vẽ phải đúng, phải chuẩn, đường tròn cũng phải chuẩn luôn, thì khi đó cái điểm B này mình lấy xấp xỉ được. Kịp hết không bà? Bài này tại vì thầy làm từ từ á, chứ mà bây giờ nếu mà em làm lại em sẽ tốc độ được rồi. Nó tốn thời gian của mình ở đâu? Ở biểu diễn của ba cái anh này nè, tại vì nó có ba đường, trong đó có hai đường tròn một đường thẳng, thì so với những cái bài trước của mình á, bài trước mình làm mình có một cái đường tròn thôi, hôm trước mình làm chỉ có một cái đường tròn mà hôm nay mình làm tới hai cái đường tròn kèm thêm cái đường thẳng nữa, thì nó sẽ nhiều, nên mình sẽ mất cái thời gian cái chỗ này nè đó. Nên bây giờ mình phải rèn làm sao cho cái này của mình nó tăng lên, tăng tính toán của mình lên. Thì cũng nói thiệt là mắt min nó rất là nhiều, rất là đa dạng, thì ở đây thì chỉ nói về pháp hình học thôi, chứ mà nói hết tất cả các dạng cũng nổi đâu. Để em làm lại nó cũng không ổn nữa. Cái gì đó mình có thể tiếp cận được, mình có thể làm tới làm lui, mình nhớ được thì mình nhớ.
Đó, sau khi có ba cái đường tròn này rồi thì U U là đường tròn, V cũng đường tròn, còn B là đường thẳng. Nhưng mà ở đây rất là đặc biệt là hai cái đường tròn này, để ý cho thầy nha, thầy này nó còn một nhẹ là hai đường tròn này nằm khác phía với đường D. Hai cái đường tròn này, đường tròn thứ nhất với đường tròn thứ hai nằm khác phía với D. Xong rồi này, thầy sẽ tới một cái bài cũng hai đường tròn với một đường thẳng, nhưng mà hai đường tròn này nằm cùng phía với D. Có nghĩa là nó cái kiểu như nó cho cái đường thẳng này, đường tròn thứ nhất cũng nằm bên này, đường tròn thứ hai cũng nằm bên này, thì cái đó mình làm nó sẽ khác. Cái đó mình sẽ lấy đối xứng, lấy cái đường tròn thứ nhất này mình lấy đối xứng qua để mình được cái đường tròn thứ hai, để cho đường tròn này với đường tròn nhỏ nó khác phía. Đây là kỹ thuật rồi nha. Nếu mà cùng phía với cái đường thẳng D thì mình sẽ lấy đối xứng qua, lấy đối xứng như vậy, lấy cái tâm này vẽ đối xứng qua đây thì mình sẽ được hai đường tròn nó nằm khác phía, thì sau đó mình vẽ cái đường nối tâm lại nó sẽ cắt. Mình chuẩn bị đến cái bài đó đó. Đây là cái dạng mà khác phía, khác phía thì kẻ hai cái đường nối tâm, hai cái đường nối tâm với cái đường D cắt nhau. Còn nếu mà cùng phía thì nói lại nè, cùng phía có cái đường tròn lớn, cái đường tròn nhỏ thì mình lấy đối xứng qua, sau đó lấy hai cái tâm này qua. Đấy. Thì cũng như được bài này em Như ơi, ánh Như là bài của anh Quảng Quảng Ngãi chuyên. Và đến Hải Phòng ấy. Em tóm tắt đề trước. Trong quá trình tóm tắt thì mình cũng định vị được đường tròn hay đường thẳng luôn. À, tiếp theo. Chuẩn bị nha. Nhìn vào thứ nhất là Z1 thì nó quá rõ ràng rồi, ta nhìn nhanh được. Bây giờ đường tròn và cho kiểu này là mình nhìn nhanh được. Z1 là đường tròn này tâm nhiêu đây? Tâm nhiêu đây Quỳnh, đây Phương Quỳnh. Không nghe sản phẩm. Tôi tự nói luôn, đó là tâm là trừ 3, trừ 2, bán kính 1.
Bây giờ thầy sẽ không tìm Z2, thầy sẽ không tìm Z2 mà thầy sẽ tìm 2Z2. Nguyên nhân là do chỗ này, giống như chỗ này 2Z2 mình đặt là V kép vậy đó, giống như mình đặt chỗ này là V kép đi, đặt 2Z2 là V kép. Đặt là 2Z2 là V kép để lát nó trừ, nó trừ thì mình được. Đặt V kép là 2Z2 thì chúng ta sẽ có biểu diễn của V kép này. Mình sẽ có là Z2 cộng 2 trừ y bằng 1. Bây giờ mình nhân 2 vào thì mình sẽ có 2Z2 cộng 4 trừ 2y bằng 2. Mà 2Z2 chính là V kép. Vậy biểu diễn này cũng là đường tròn. Đường tròn này tâm, tâm là trừ 4, 2, bán kính 2. Cái nguyên nhân là do chỗ này nè nha, do cái chỗ này nè nên thầy mới nhân 2 vô á. Còn nếu chúng ta nói là gì chết mà trừ cho 3Z2 thì mình nhân 3. Hiểu ý tưởng cho đó không Kim Hường? Hello Kim Hường. Kim Hường đi đâu rồi? Các bạn khác có thắc mắc gì chỗ thì nhân 2 vô không? Chuyển sang chế độ từ kỹ thôi. Rồi giờ đến lượt Z. Z là A cộng BI mà trong đó 2A trừ B bằng 0. Đây là đường tròn, em xin lỗi đây là đường thẳng. Z là A cộng BI mà nó thỏa mãn là 2A trừ B bằng 0 thì đây chính là một cái đường thẳng. Đường thẳng 2X trừ Y bằng 0. Đây là đường thẳng 2X trừ Y bằng 0. Nó cho như thế này nè, nó cho như thế này là ứng với Z đó, Z là thuộc cái đường thẳng. Bây giờ mình nhớ nha, tổng kết lại nè. Z1 á, Z1 thì điểm biểu diễn là M thuộc đường tròn, đường tròn tâm Y bán kính. Còn 2Z1, 2Z1 xin lỗi, 2Z2, 2Z2 biểu diễn là N, là đường tròn Z tâm trừ 4, 2 bán kính 2. Còn cái Z, A cộng BI, Z biểu diễn là B thuộc đường thẳng. Đường thẳng D, đường thẳng này là 2x trừ y bằng 0. Đề bài yêu cầu. Đó lý do vì sao cái hàng nãy bị xóa, thì kéo lên kéo xuống có gì đó. Z trừ Z1. Z trừ Z1 cộng Z trừ 2Z2 thì nó ứng với độ dài Z1, Z1 tại MB, Z với 2Z2 là NB,
tiếng tăng min. Rồi bài này chúng ta vẽ hình để chúng ta coi coi đường tròn này nó nằm cùng phía hay là khác phía. Nếu mà cùng phía thì phải lấy đối xứng. Đầu tiên là tâm trừ 3 trừ 2 bán kính 1. Trừ 3 trừ 2 bán kính 1. Trừ 3 trừ 2 bán kính 1 ra đây. Trừ 4 2, trừ 4 2 bán kính 2, trừ 4 2, trừ 4 2 đây bán kính 2. Đường thẳng 2x trừ y bằng 0. 2x trừ y bằng 0 nó đi qua điểm nào? X bằng 0 thì y bằng 0. X bằng 1, x bằng 1 thì y bằng 2. 2x trừ y á, x bằng 0 thì y bằng 0, x bằng 1 thì y bằng 2, x bằng 1 thì y bằng 2. Rồi. 0 0 với 1 2. 0 0. 1 2. Đó. Bây giờ thầy đã có đường thẳng D có hai đường tròn. Hai đường tròn này bây giờ nó khác phía nha, khác nên xin lỗi, nó cùng phía với đường thẳng D, thì chúng ta phải lấy đối xứng. Lấy đối xứng dễ lắm, em lấy cái kích thước của em á, lấy kích thước em vẽ vuông góc từ cái tâm này nè, em vẽ vuông góc vô cái đường thẳng. Từ cái tâm này vẽ vuông góc vô đường thẳng rồi lấy được chỗ này là hình chiếu nè, rồi lấy điểm đối xứng là cứ đo cho độ dài nó bằng nhau. Thì chỗ này nè nói lại chỗ đối xứng nha, đó đầu tiên lấy cái thước từ cái tâm di nè kẻ vuông góc vô cái đường thẳng và sau đó đo cho hai cái độ dài này bằng nhau, nó đối xứng mà, độ dài này nè, thì khi đó mình sẽ được cái tâm bên dưới. Cái tâm này sẽ tọa độ nhiêu vậy bạn, biết không? Cái tâm mà lấy đối xứng á, ra hay là 4 với chữ này. ok 4 trừ 2 rồi sẽ các bạn đường tròn nó cũng y vậy. Vậy là từ cái cùng phía thầy đã chuyển về nó khác phía. Giống nãy một điểm trên này, một điểm nằm trên đường tròn thứ nhất, một điểm nằm trên đường tròn thứ hai, một điểm nằm trên đường thẳng, và nó chỉ ngắn nhất khi cái đoạn nối tâm lại. Đấy. Cái vị trí nối tâm này là vị trí ngắn nhất khi điểm G nó chạy xuống trùng chỗ này, điểm H nó chạy xuống trùng đây. Cần nói lại gì không thì tụi em cứ nói nhé. Cũng không muốn đi quá nhanh đâu, đi quá nhanh mà tụi em không nắm bắt được thì nó cũng không có thành công. Cứ đi từ từ chậm rãi mà nó theo được.
Minh Anh có hỏi gì không Minh Anh? Em bị vướng cái cúc chị Hành. Bây giờ vẽ cái đường tròn là hai cái đường tròn là vẽ được rồi đúng Dạ. không? Còn cái đường thẳng ổn không? Cái đường thẳng là hai hai x trừ y á. Thẳng thì mình chưa có biết cách. Đường thẳng thì mình sẽ đi qua hai điểm, cứ cho tọa độ thôi. Ví dụ x bằng 0 thì tìm được y, rồi x bằng 1 thì tìm được y thứ hai. Nè, được nè, tọa độ 0 0 nè, tọa độ 0 0 nè. Rồi tọa độ x bằng 1, y bằng 2 nè. Đó là thầy vẽ được cái đường thẳng đó. Cái đường thẳng có thể là đường thẳng màu xanh đó. Tại vì bài này là phương pháp hình học nên chúng ta sẽ thuần vào cái việc vẽ hình. Thuần vào cái việc vẽ hình nên là buộc cái vẽ cho được nha. Rồi sau đó mình lấy cái thước á, mình vẽ khi mình vẽ chính xác rồi thì mình lấy cái thước rồi cái tâm này nè, mình dựng vuông góc vào. Sau đó mình lấy đối xứng xuống. Từ đó mình sẽ dựng được cái đường tròn. Đường tròn đối xứng. Đối xứng thì nó sẽ dẫn đến là hai cái đường tròn nó nằm khác phía. Và sự chứng minh tại sao phải vẽ đối xứng thì chứng minh nó cũng sẽ hơi dài dòng. Nên thôi em cứ nhớ phương pháp đi. Nếu mà có hai đường tròn với một đường thẳng thì làm sao mà cho hai cái đường tròn đó nó khác phía với đường thẳng. Sau khi khác phía với đường thẳng rồi, lấy hai cái tâm nối lại, hai cái tâm nối lại thì khi đó điểm B nằm đây, M nằm đây, N nằm đây. Đó. Thì khi đó MB với NB ngắn nhất. Bài này tìm tọa độ điểm B nó rất là đẹp luôn. B là ứng với gì? B là ứng với AB nè. B là ứng với A nhỏ, B nhỏ. Là B là nằm trên cái đường thẳng này nè. Khi mà vẽ xong em thấy được tọa độ luôn. Bài này nó rất là tròn. Điểm B này sẽ có tọa độ là trừ một với hai luôn, trừ một ứng với a nhỏ, hai ứng với b nhỏ. Nó báo còn 10 phút nữa. Biết hiểu nổi không? Ổn khen. Dạy được hả? Thì phải gắn là cái đề bài, phải có cái đề bài để em mới hiểu được AB là cái gì. Cái đề bài nó hỏi là A mũ 3, hỏi 3A bình trừ B mũ 3, mà AB chính là của Z. Mà hồi nãy mình nói Z nó thuộc cái đường thẳng thì nó chính là cái điểm B của mình đi tìm. Điểm B này nè, và điểm B này có tọa độ vừa đẹp luôn nè, trừ 1 với 2 nè, trừ 1 với trừ 2 chứ. Xem tiêu rồi. Trừ 1 với trừ 2. Sau đó 3A bình trừ B mũ 3. Vậy là thông qua hai bài này thì cũng chốt lại thôi. Bữa nay chỉ nói về hai bài thôi, chứ không có nói nhiều. Hai bài này nó có đặc trưng là cái gì? Hai đường tròn, một đường thẳng. Và nó sẽ ứng với ba số phức nha, ba số phức. Nếu mà tình huống mà hai đường tròn này khác phía,
hai đường tròn này mà nó khác phía, thì sau đó chỉ việc lấy cái đoạn nối tâm vẽ lại, cắt. Đây là hai đường tròn khác phía đối với đường thẳng. Còn nếu mà tình huống mà hai đường tròn nó cùng phía thì chúng ta sẽ lấy đối xứng. Ở đây có hai cách lấy đối xứng, em có thể lấy đối xứng đường tròn lớn qua đây, hoặc em lấy đối xứng một trong hai đường tròn, em lấy đối xứng một cái thôi. Không biết các bạn nào thắc mắc là nãy giờ tại sao thầy không lấy đối xứng của cái thằng đường tròn nhỏ không? Liệu rằng lấy đối xứng đường tròn nhỏ có được không? Được không? Đáp án y chang nhau. Nếu mà lấy đối xứng đường tròn nhỏ qua đây là nó y chang nhau. Không lấy đường tròn lớn mà lấy đường tròn nhỏ. Rồi sau đó không lấy được cái tâm. Nối tâm này nè, là nối cái đường nối tâm lại. Nó cũng cắt tại đúng vị trí của cái điểm B này luôn. Nói nhiều quá rồi tụi em muốn hiểu không thấm được chứ. Hiểu cái này nói không bà? Em hiểu rồi. Lấy đối xứng chứ còn lấy một trong hai đường thôi nha. Và sau đó mình sẽ có hai đường nó nằm ở hai phía là cái nối lại cắt. Mà này chỉ hỏi ngắn nhất thôi nha, không hỏi dài nhất, chỉ hỏi ngắn, đặc trưng của này là chỉ hỏi ngắn nhất. Vậy là thông qua hai bài này thì nói nha, hai đường tròn một đường thẳng, nó chỉ tốn thời gian của mình là ở chỗ là phải biểu diễn cho được đường tròn như thế nào, đường thẳng như thế nào, vẽ hình sao. Đó, thì thôi hôm nay kết thúc sớm đi, chỉ hai bài thôi, tụi em làm sao mà em nạp vào não em cái phương pháp nó rõ ràng là được.